Kính chào quý vị đến với bản tin trợ lý ảo điểm báo, được phát sóng vào lúc 6 giờ, 11 giờ, 18 giờ hàng ngày trên kênh Tây Ninh TV Audio. Tôi là MC ảo của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý vị cùng lắng nghe bản tin trợ lý ảo điểm báo 18 giờ hôm nay, ngày 10 tháng 5 năm 2022 với những thông tin vừa cập nhật trên trang báo mới.vn. Mở đầu bản tin là những thông tin trong nước đáng chú ý. Thưa quý thính giả, từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 24 tháng 5, các vận động viên tham gia giải vô địch các câu lạc bộ, dù lượn quốc gia trên bầu trời biển đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, quê hương hải đội Hoàng Sa. Ngày 10 tháng 5, ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi, cho biết Tổng cục Thể dục Thể thao thống nhất tổ chức giải vô địch các câu lạc bộ, dù lượn quốc gia lần thứ 2 năm 2022 tại đảo Lý Sơn. Hiện đã có 5 đội với 50 vận động viên đăng ký tham gia giải. Địa điểm cất cánh nằm ở độ cao 170m so với mực nước biển, tại đỉnh núi Thới Lới có niên đại hàng triệu năm, trên đảo Lý Sơn và bãi đáp dự kiến rộng khoảng 500m². Đây được đánh giá là một trong những điểm bay lý tưởng để tổ chức các giải dù lượn cấp quốc gia, thu hút các phi công dù lượn trong, ngoài nước đến khám phá và trải nghiệm. Thưa quý thính giả, liên quan đến việc mua kit test của công ty Việt Á, ngày 10 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang phát đi thông cáo báo chí, thông tin về vụ việc. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tỉnh Hậu Giang vừa ban hành các quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Đảng ủy Bộ phận Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hậu Giang. Đồng thời, cách chức tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Văn Lành, Giám đốc CDC tỉnh Hậu Giang, bà Huỳnh Thị Hồng Đoan, trưởng khoa Dược vật tư y tế, ông Hà Tấn Bình Đẳng, trưởng khoa Xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh thăm dò chức năng thuộc CDC tỉnh. Trên cơ sở quyết định thi hành kỷ luật Đảng, ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hậu Giang, đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật cách chức Giám đốc CDC tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Lành, cách chức đối với bà Quỳnh Thị Hồng Đoan và ông Hà Tấn Bình Đẳng. Thưa quý thính giả, ngày 10 tháng 5, tại thành phố Lạng Sơn, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang đã có buổi làm việc nhằm trao đổi, phối hợp kết nối xuất khẩu vải thiều Bắc Giang sang thị trường Trung Quốc năm 2022 qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang Phan Thế Tuấn cho biết thời gian qua, tỉnh Lạng Sơn luôn quan tâm, ủng hộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Bắc Giang có thể tiêu thụ và xuất khẩu được nông sản, đặc biệt là vải tươi và vải khô. Đặc biệt, năm 2021, với bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng việc tiêu thụ và xuất khẩu quả vải của tỉnh Bắc Giang qua tỉnh Lạng Sơn luôn thuận lợi, đồng thời bố trí phân luồng riêng, luồng xanh ưu tiên xuất khẩu quả vải thiều tại các khu vực cửa khẩu của tỉnh. Cùng với đó, tham gia ý kiến với Trung Quốc để thống nhất mở lại một số cửa khẩu khác để năng lực thông quan nhanh hơn, mong muốn lực lượng biên phòng và các cơ quan chức năng Lạng Sơn hỗ trợ tạo điều kiện để hướng dẫn thủ tục nhập cảnh cho các thương nhân Trung Quốc vào Việt Nam để tới Bắc Giang thu mua nông sản nhanh chóng. Thưa quý thính giả, lần đầu tiên, tranh đồng hồ, nét văn hóa riêng biệt của Việt Nam sẽ được thể hiện bằng ánh sáng, trình chiếu trên mặt sân Mỹ Đình, tạo nên một khung cảnh rực rỡ trong lễ khai mạc SEA Games 31 dự kiến kéo dài 120 phút trên sân Mỹ Đình. Theo thông tin từ ban tổ chức SEA Games 31, lễ khai mạc SEA Games 31 dự kiến kéo dài 120 phút trên sân Mỹ Đình. Mở đầu chương trình sẽ là lễ thượng cờ Việt Nam, kế tiếp là màn biểu diễn nghệ thuật, lễ diễu hành của các nước. Theo kịch bản, mỗi đoàn thể thao sẽ cử 31 người tham gia diễu hành, con số 31 thành viên tượng trưng cho kỳ SEA Games thứ 31. Tiếp đến là lễ thượng cờ Đông Nam Á và SEA Games, tiếp đến là những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc, trong đó có màn trống hội, hứa hẹn mang đến một bữa tiệc âm thanh, ánh sáng tuyệt vời. Thưa quý thính giả, Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận vừa trình Bộ Giao thông Vận tải xem xét quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh, Đồng Tháp An Hữu, Tiền Giang với chiều dài gần 28 km. Căn cứ vào khả năng bố trí vốn và tình hình giao thông hiện nay, Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận kiến nghị dự án cao tốc Cao Lãnh, An Hữu được chia làm hai dự án thành phần. Dự án thành phần 1 từ xã An Bình, huyện Cao Lãnh đến xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh có chiều dài khoảng 16 km trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3.712 tỷ đồng. Dự án thành phần 2 từ xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đến xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang có chiều dài khoảng 11,43 km. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 2.300 tỷ đồng.
Thưa quý thính giả, sáng nay ngày 10 tháng 5, lãnh đạo Công an huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương cho biết, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của ba mẹ con nữ giáo viên mầm non trên sông Thái Bình. Theo đó, khoảng 6 giờ sáng ngày 10 tháng 5, lực lượng tìm kiếm ba mẹ con nghi mất tích tại khu vực bến Đò Giám, xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đã tìm thấy thi thể một cháu bé. Thi thể cháu bé nổi trên mặt nước cách vị trí có dấu chân của chị Tê là, tên viết tắt ngược lên trên thượng nguồn khoảng 350m. Ngay khi tìm thấy, lực lượng cứu hộ đã vớt thi thể nạn nhân lên bờ và thông báo cho gia đình đến xác minh. Gia đình khẳng định đây là thi thể của cháu lớn con chị Tê, 2 tuổi. Đến khoảng 8 giờ 30, lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm thấy thi thể của chị Tê và cháu bé 9 tháng tuổi. Tiếp theo chương trình là những tin tức đáng chú ý trên thế giới. Thưa quý thính giả, trong lễ tuyên thệ nhậm chức ngày 10 tháng 5, tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết, ông sẵn sàng đưa ra kế hoạch kinh tế táo bạo để giúp Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng chấp nhận đối thoại và cam kết phi hạt nhân hóa. Từ 0 giờ ngày 10 tháng 5, ông Yoon Suk-yeol đã chính thức trở thành tân Tổng thống Hàn Quốc, nắm quyền chỉ huy quân đội, được bàn giao quyền hạn pháp lý của Tổng thống và quyền điều hành đất nước trong nhiệm kỳ 5 năm tới. Thời điểm đó, ông Yoon nhận được cuộc gọi báo cáo về hoạt động quân sự và trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc với tư cách là Tổng tư lệnh. Phát biểu sau khi tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội Hàn Quốc, ông Yoon tuyên bố sẵn sàng giúp Triều Tiên phát triển kinh tế nếu Bình Nhưỡng chấp nhận đối thoại và phi hạt nhân hóa. Thưa quý thính giả, Bộ Nông nghiệp Pháp ngày 9 tháng 5 thông báo sẽ dỡ bỏ hầu hết các hạn chế chăn nuôi gia cầm trong bối cảnh các ổ dịch cúm gia cầm đã giảm trong những tuần gần đây. Theo bộ trên, nhà chức trách trong ngày 10 tháng 5 sẽ ban hành sắc lệnh dỡ bỏ các hạn chế, trong đó có việc nuôi nhốt gia cầm ở hầu hết nước Pháp, ngoài trừ các vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở khu vực miền Tây. Kể từ cuối tháng 11 năm 2021, Pháp đã tiêu hủy 16 triệu con gia cầm để đối phó với dịch cúm gia cầm nghiêm trọng nhất từ trước. Đến nay, khi virus cúm có khả năng lây lan nhanh này, lan ra các khu vực chăn nuôi gia cầm lớn nhất cả nước ở miền Tây. Thưa quý thính giả, nhặt được tiền và vàng trị giá gần 40 triệu đồng, bà Trần Ngọc Tuyết, làm nghề buôn bán thịt heo tại chợ An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, đến cơ quan công an bàn giao lại tài sản để trả cho người đánh rơi. Theo bà Trần Ngọc Tuyết, ngụ huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 10 tháng 5, bà đang trên đường từ chợ An Phước về thì nhặt được một túi xách, bên trong có 31 triệu đồng và hai chỉ vàng 18K. Biết đây là tài sản của ai đó đánh rơi, bà Tuyết liền mang đến bàn giao cho công an xã An Phước, đồng thời mong muốn lực lượng công an tìm và trao trả lại tài sản trên cho người bị mất. Qua công tác xác minh cũng như phát loa truyền thanh thông tin về trường hợp có người bị đánh rơi số tài sản trên, khoảng 11 giờ cùng ngày, công an xã An Phước đã tìm ra và xác định đây là tài sản của chị Nguyễn Thị Bé, 10 ngụ thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít. Tại buổi làm việc trao trả tài sản bị đánh rơi, chị Mười rất vui mừng, cho rằng khó có thể tìm lại được số tài sản trên do thời điểm đánh rơi là trên đường liên xã, mật độ người và phương tiện lưu thông rất đông, cũng như không biết bị đánh rơi tài sản tại địa điểm nào. Được biết, số tiền bị đánh rơi trên là số tiền dùng để trả tiền hàng hóa đã mua trước đó. Tại đây, chị Mười đã gửi lời cảm ơn chân thành đến lực lượng công an xã An Phước, huyện Mang Thít, đặc biệt cảm ơn tấm lòng rất đáng trân quý của chị Trần Ngọc Tuyết. Thưa quý thính giả, cao nguyên Con Hà Lừng, tỉnh Gia Lai được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc, UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới vào ngày 15 tháng 9 năm 2021, trở thành khu dự trữ sinh quyển thế giới thứ hai ở khu vực Tây Nguyên. Trước đó, làng Bi An tỉnh Lâm Đồng là khu dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên tại Tây Nguyên được UNESCO công nhận. Trải rộng trên diện tích 413.512 hecta, những khoảnh rừng nguyên sinh, thảm thực vật, hệ thống hồ, suối cũng như tầng khí hậu mát mẻ ôn hòa được điều tiết bởi hệ động thực vật phong phú, khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Con Hà Lừng đang mở ra triển vọng phát triển du lịch và các mô hình kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, trở thành thành điểm đến hấp dẫn tại mảnh đất Tây Nguyên. Khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Con Hà Lừng có hệ sinh thái rừng còn tương đối nguyên vẹn với hệ sinh thái đặc trưng là rừng kính nhiệt đới thường xanh cây lá rộng, rừng thưa thường xanh cây lá rộng, rừng thưa thường xanh lá kim, thảm cây bụi, trảng cỏ. K50 hay còn gọi là hang Én nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên Con Chư Răng, vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển cao nguyên Con Hà Lừng có độ cao hơn 50 mét.
Thác K50 còn được gọi là dải lụa bạc của Đại Ngàn, là một trong những thác nước đẹp nhất ở Tây Nguyên. Thưa quý thính giả, với cuộc sống du mục ít được khám phá, Mông Cổ rộng lớn này quyến rũ với cảnh quan núi non, sa mạc và thảo nguyên rộng lớn. Thung lũng O Khon, UNESCO đã công nhận thung lũng O Khon là di sản thế giới vì nơi đây đại diện cho sự phát triển của truyền thống một vụ du mục đã kéo dài hơn 2 thiên niên kỷ. Sa mạc Gobi Gobi bao phủ 30% lãnh thổ Mông Cổ, mặc dù chỉ có 5% tổng diện tích là cồn cát, các phần còn lại được tạo thành từ núi và thảo nguyên. Lễ hội Na Đam Na Đam là một biểu hiện tinh tế và hùng hồn của nền văn hóa du mục của Mông Cổ. Lễ hội là sự kết hợp các màn đấu vật, cưỡi ngựa, bắn cung và các hoạt động âm nhạc, ca hát, nhảy múa diễn ra trên khắp đất nước. Lạc đà Mông Cổ, những con lạc đà hoang dã dạo chơi trên thảo nguyên gần vườn quốc gia Ta Khinh Ton. Mông Cổ là quê hương của loài lạc đà hai bướu Bay Cyprian quý hiếm. Tượng đài Thành Cát Tư Hãn, bức tượng cưỡi ngựa lớn nhất thế giới được bao bọc bởi 250 tấn thép không dĩ, hướng về phía đông. Đây không chỉ là đài tưởng niệm, mà còn là khu tổ hợp du lịch với phòng trưng bày nghệ thuật, phòng hội nghị, nhà hàng, cửa hàng lưu niệm. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý áo điểm báo 18 giờ hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin trợ lý áo điểm báo lúc 6 giờ sáng ngày mai. Thân mến chào tạm biệt.